Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào lúc 13h30 chiều nay 26 tháng 4, xe của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhà riêng của nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. An ninh tại các khu vực trên đều được thắt chặt do lực lượng cảnh sát và bảo vệ dân phố Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trên đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, Phan Thiết, nhiều cảnh sát đi trên hai xe mang biển 80A của Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào nhà ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Cạnh đó, trên đường Tuyên Quang, các cảnh sát cũng đã vào nhà của ông Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, nguyên Bí thư huyện ủy Bắc Bình. Trên đường Hùng Vương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng vào nhà ông Nguyễn Xuân Phong, cựu Cục phó Cục thuế Bình Thuận. Nguồn tin cho biết đây là động thái mới nhất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Được biết, tới thời điểm hiện tại có ít nhất 6 người là cán bộ, cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án này. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch thành phố Long Xuyên. Cùng ngày, Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Ngọc. Bị can Ngọc bị khởi tố bắt tạm giam vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố. Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên. Trong quá trình điều tra vụ án, ông Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên đã chết, làm giả hồ sơ để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô nền tái định cư. Công an tỉnh An Giang đã triệu tập 15 người. Trong đó có 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là bị can Ngọc và Sinh, 10 người thuộc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Long Xuyên. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam 5 người, gồm 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên và Nguyễn Thanh Phong, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Nguyễn Thiện Thành, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Huỳnh Lê Phong, nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, ông Trung đã lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất cho 5 hộ dân. Những hộ dân này là Nguyễn Văn Cương, ngụ tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Núp, Nguyễn Tấn Tài và Trần Thị Hồng Hoa, cùng ngụ tỉnh An Giang. Sau khi đã cấp giấy chứng nhận, ông Trung đã bán 2 thửa đất do Cương và Tiếp đứng tên cho Lê Văn Phong, ngụ thành phố Long Xuyên, với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, Phong bán lại cả 2 thửa đất này cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang xác định cả 5 thửa đất nêu trên do những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng, được bồi thường hỗ trợ tái định cư. Từ đó, Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố, thực hiện khám xét với 6 bị can trong vụ việc liên quan công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn. Những người này gồm Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng bị bắt về tội nhận hối lộ; Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Thị Thu Hương, trưởng Phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, và Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà. Trước đó, hồi cuối tháng 2, C03 cũng đã khởi tố bắt tạm giam 6 người vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group; Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can này bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, phạm vào khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đến ngày 7 tháng 3, C03 tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can, gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Cao Khoa, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố cùng về tội nhận hối lộ. C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, cựu phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cựu trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Cương, phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Vào ngày 27 tháng 3, C03 khởi tố bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn, đến nay đã có 23 bị can bị khởi tố, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao tại các địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng cũng thu hồi được 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ do các bị can nộp lại. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Duy Thành do vi phạm pháp luật bị bắt tạm giam. Bên cạnh đó, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại kỳ họp diễn ra ngày 25 tháng 4, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có mặt đã biểu quyết chấp thuận cho ông Đinh Ngọc Khoa thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do chuyển công tác. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can, trong đó bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị bắt và khởi tố về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự. Đến hôm 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Qua điều tra ban đầu, C03 xác định ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh là lãnh đạo thứ 3 của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan Hậu Pháo. Sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với 3 cha con ông Trần Quý Thanh trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho 4 bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất, cổ phần công ty, dự án. Đây là các hợp đồng giả tạo, trái pháp luật mà sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các người bị hại, người vay tiền, thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lý do để từ chối thanh toán, làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản chênh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt. Bị cáo Phương là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm hơn 350 tỷ đồng chiếm đoạt của 4 bị hại. Bị cáo Bích với vai trò đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm giá trị tài sản chiếm đoạt bị hại Đặng Thị Kim Oanh hơn 600 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội vì vụ lợi cá nhân mà xâm phạm đến tài sản của người khác. Các bị cáo biết rõ hành vi sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vẫn phạm tội. Bị cáo Trần Quý Thanh, Uyên Phương có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu tác động người thân nộp hơn 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Thanh là người già trên 70 tuổi, hai bị cáo Phương và Bích là đồng phạm giúp sức hạn chế, làm theo sự chỉ đạo của bố là bị cáo Thanh. Trên thực tế, các bị cáo chỉ mới chiếm được quyền tài sản trên giấy tờ và các tài sản này vẫn đang do bị hại quản lý, sử dụng. Các bị cáo là người trực tiếp sáng lập, điều hành hoạt động công ty Tân Hiệp Phát, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhận được nhiều bằng khen, huân chương. Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo, cần thiết cách ly bị cáo Thanh và Phương một thời gian để răn đe. Bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng nên hội đồng xét xử xem nhẹ cho hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ hồ sơ vụ án, các chứng cứ tài liệu tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.